Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Trần Văn Hùng, sinh năm 1965, cư trú tại đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, ngày 21 tháng 4 năm 2021, anh Trần Văn là con trai của bà Nguyễn Thị Hạnh tổ chức sinh nhật và có mời Hùng đến dự. Trong buổi sinh nhật, có xảy ra mâu thuẫn nhỏ giữa Hùng với Phong. Cường là bạn của anh Văn nên Hùng đã nảy sinh ý định giết chết cả nhà anh Văn. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 19 tháng 9 năm 2021, Hùng mang dao đến nhà bố mẹ anh Văn đang sinh sống tại số nhà 40 đường Bãi Sậy, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên và đâm tử vong bà Hạnh. Được biết, bị cáo từng bị xét xử với hình phạt chung thân về tội giết người và đã ra tù ngày 18 tháng 6 năm 2016. Căn cứ quy định của pháp luật, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên phạt bị cáo Hùng mức án cao nhất là tử hình với tội danh giết người.